Em Phúc xin chào toàn thể quý cô chú anh chị em yêu hoa trên cả nước nhé. Hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2021, em vẫn lên một số mặt hàng hoa lan phi đẹp cho cô chú anh chị em cùng sưu tầm nhé. Những đơn hàng rất chi nhỏ xinh đẹp này, cực kỳ đẹp luôn nhé. Hôm nay em lên phiên này thật sự hôm nay nó đẹp lắm, phiên này đẹp, phiên này nó quá đẹp luôn, phi đẹp các loại vùng miền nhé, các vùng miền nhé. Em sẽ phép đi vào đơn số 1 nhé. Đơn số 1 em là một combo hai chậu nhé, hai chậu nó chỉ có 3 thân thôi nhé, có 3 thân đấy. Nhưng mà dòng thân thủ rất chi đẹp. Một giò là dòng của Hòa Bình nhá. Cái này của Phú Thọ này, một Hòa Bình một Phú Thọ nhá. Em để giá là 250.000 nhá. 250.000 cho hai giò này nhá. Thật sự là quá đẹp luôn này. Giá cả thì anh chị em cũng 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 có thể là biết là giá là quá hợp lý rồi. Em chuyển đơn số 2 nhá. Đơn số 2 là một đơn duy nhất của ngày hôm nay này. Đơn này là của Lạng Sơn nhá. Nhìn lá rất chi đẹp nhá. Lá nó xẻ ngang rất chi đẹp này, nhìn này. Anh chị em thấy không? Thân thủ thì thân thủ nó cực kỳ to nhé, thân thủ nó rất là to nhé. Đây mới chỉ 52 này. Anh chị em nhìn cái viên bi 51 này, viên bi 51 nó to này, đấy 52 này. Gần bằng ngón tay cái, bắt đầu thắt ngọn này, thắt ngọn xong nó phải bằng ngón tay cái to hơn đấy. Đơn số 2 em để với giá là 270.000 nhé, 270.000 một giò, 270.000. Em chuyển đến số 3 nhé, cũng đồng giá 270.000 này, 270.000 này. Đơn này là của Hòa Bình nhé, do Hòa Bình thì thân thủ nó gần như là không có đối thủ thật, nó khủng khiếp luôn anh chị em. Đây này, mấy phiên rồi nãy em chia sẻ toàn dòng dòng thân thủ ác nhé. Em chuyển đơn số 4 nhé, 300.000 này, 300.000 cho một giò, quá đẹp luôn anh chị em thấy không? Mít thân thủ của Hòa Bình nhé. Đây giò này giò lá mít nhé, giò lá mít thân thủ của Hòa Bình nhé. Ba thân thì nó to bằng ngón tay cái, to hơn rồi, to hơn ngón tay cái em nhé, to hơn này, cái này to hơn nhé, này to hơn ngón tay cái chắc em 21 rồi, vẫn chưa thắt ngọn. Giò này thì vẫn chưa thắt ngọn nhé, chắc cũng gần thắt rồi. 300.000 cho đơn số 4 này. Em chuyển đơn số 5 nhé. Hai đơn này tương đương nhau nhé, cũng đồng giá 300.000 này, cùng giống nhé, cùng một loại này. Đơn số 5 là 300.000 này nhé. Em chuyển đơn số 6 này, một giò Tuyên Quang nhé. Đây là dòng của Tuyên Quang này, dòng của Tuyên Quang nhé. 400.000, 400.000 cho một giò này, 5 thân nhé, 5 thân rất chi đẹp nhé, thân thủ nhé, dòng thân thủ rất chi đẹp này, dòng Tuyên Quang nhé, 400.000 nhé. Em chuyển đơn số 7. Đơn số 7 là một giò dòng Phú Thọ nhé. Phú Thọ này, thân rất chi là xanh đẹp nhé, thân gần như xanh sạch tuyệt, gần gần như xanh sạch nhé. Giò này là giò xanh sạch đấy, xanh sạch của Phú Thọ nhé. Ba thân nhé, em đẹp giá là 250.000 này, 250.000 ba thân này, cực kỳ đẹp luôn. Năm tới thì nó sẽ là thành một 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 búi to nhé, 6 7 mầm gốc. Em đến số 8 nhé, cũng là một giò của Phú Thọ này, 270.000 nhé, ba thân này, ba thân nhé, ba thân tương đối đều nhau này. Ba thân tương đối đều nhau, 270.000 này, rất chi là đẹp. Những đơn nhỏ xinh thì vận chuyển nó cũng dễ, thật sự những đơn dài quá bên bưu điện họ chỉ nhận đến 1 mét, hơn 1 mét này em cũng chịu không gửi được, không thể nào gửi được bây giờ nữa. Em sang đơn số 9 nhé, một giò của Phú Thọ này, 4 thân nhé, 390.000 này, đẹp lắm. Nói chung đẹp từ thân lá nhé, dòng này mặt hoa, giò này mặt hoa rất chi đẹp nhé, mặt hoa cực kỳ đẹp luôn nhé, thân này cực kỳ to rồi. Nở, bắt đầu nở thân, hôm trước là buộc này đã căng rồi. Nó thắt ngọn mồi nó béo nhanh lắm. Thắt ngọn mồi nó béo cực kỳ nhanh luôn. 290.000 nhá. Giò này cực kỳ đẹp này. Em sang đơn số 10, số 10 nhá. Đơn số 10 280.000 này. 280.000 cho một giò thân thủ Hòa Bình nhá, một giò thân thủ Hòa Bình này. 280.000 nhá. Em sang đơn số 11 này. 270.000 nhá. 270.000 ba thân này. Cực kỳ đẹp luôn, dòng lá xếp của Hòa Bình này, anh chị em thấy không? Lá xếp cực kỳ đẹp nhé. Dòng thân thủ lá xếp của Hòa Bình nhé, 270.000. Em quay tổng thể lại các đơn hàng ngày hôm nay nhé. Đơn hàng rất chi đẹp này. 300.000 này, 300.000 giò này đẹp. Thật sự giò lá mít này quá đẹp luôn này. Giò lá mít này 300.000. 270.000 này. Úi, anh chị em nhìn một giò thân thủ kinh nhỉ. 270.000 này. Cũng 270.000 nhé. Đây là 250.000 này. Toàn thân thủ khủng khiếp nhé. Số tay em là 0328066682. Anh chị em vào mua hàng có thể alo trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo nhắn tin cho em nhé. Những đơn hàng rất là đẹp này, chỉ tầm 300.000, 200-300.000 nhé. Anh chị em đã sở hữu giò lan cực kỳ đẹp luôn này, ai cũng có thể sưu tầm được nhé. Em cảm ơn cô chú anh chị em nhé. Em xin phép xuống video nhé.